Xin chào tất cả các bạn. Ở phía trước cửa nhà mình có một bụi bông trang màu đỏ, hoa mẫu đơn, còn ở miền Nam mình thì gọi là bông trang lá nhỏ. Mình không có định bán nha, tại mình thấy nó đẹp, trổ bông đẹp, mình quay phim lên để cho các bạn yêu thích bông trang ngắm ngắm vẻ đẹp của bông trang. Cây này thì nó cao khỏi đầu mình cao 1,7 m, nó mình giơ tay là còn chưa tới cái đoạn đó nữa. Bông này hồi Tết nó cũng trổ một đợt rồi nhưng mà ít, hiện tại là giữa tháng 7 dương lịch, mưa nhiều cho nên trổ sum suê luôn. Cây này thì nó 2-3 thân lận, thân nó cỡ cầm tay mình. Bông trang thì trổ quanh năm các bạn, còn mai vàng thì Tết mới trổ thôi, còn bông trang này trổ quanh năm. Mình quay cận cảnh để các bạn xem vẻ đẹp của cây bông trang hoa mẫu đơn.